Trời đất ơi. Ơ con làm gì vậy? Dạ. Hả? Trời ơi. Bà nội ơi, bà bảo vệ mà tôi tưởng là cô dâu luôn đó. Có mà con nghĩ rồi bảo vệ không cho tao đẹp, chứ bảo vệ không cho tao đẹp trời. Cô nghĩ sao một cái buổi tiệc mà trang trí đám cưới hoành tráng gì. Trời ơi, cô bốc bốc cái vụ bảo vệ bên con là người ta cử qua đây cũng phải đẹp chứ. Dạ, cái gì vậy? Cái gì lên lông mi? Trời ơi, gì mà nó quăng vậy? Con nhỏ, cái con nhỏ đó mi con nó lông mày lông mi con dâu đó, cho nên là lông đuôi con dâu vậy. Nói không? Cái gì? Mở mắt mày nói không? Nói nè. Ăn gì chưa? Chưa. Chưa ăn hả? Thôi vậy để hồi rồi cô kêu nhí đem bánh mì với lại ragu ghe cho ăn đỡ nha. Rồi. Ủa mà cái tôi hôm nay lách ca không cô? Cái gì? Đơn hôm nay món gì vậy? Có cua hoàng đế ăn không? Ăn. Ăn hả? Ừ. Đi lên Sài Gòn nha. Quá trời đòi hỏi rồi. Ăn đỡ bánh mì đi gần hồi cứu tiệc rồi. Cô kêu nó dẫn đi ăn cũng được. À, cái chỗ mà giữ xe bên kia sao tự nhiên con ngồi đấy? Bà ơi bà, cái chỗ này là cô dâu chú rể, người ta đứng ta chụp hình. Chà, cái này đụng rồi chứ phải hiểu bên đây hả? Ừ, giữ xe bên kia kìa. Với lại cô nói nghe nè, mình rút kinh nghiệm từ cái bữa đám cưới thằng trai lớn của cô. Biết sao không? Đám cưới cô dâu con trai trước đâu có giữ đây đâu, hình như là cô muốn người khác mà. Không phải, có nghĩa là tự nhiên cái bữa đó khách ở đâu ập vô quá trời luôn. Mà để ta đi về xong không có thiệp. À. Người lạ tứ xứ đâu ra cuối cuộc vậy, đám cưới lộ quá trời lắm. Lộ hả? Ý là người ta vô ào 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 mà không biết ai đó không? Ai trơn á, nó nói bạn chú rể, bạn cô dâu, bạn chú rể, bạn cô dâu. Có tình trạng gì nè, là nói gì nè. Là vô chồng mà nói bạn chú rể chứ vô ăn, bạn cô dâu có vô ăn. Nói quen với cha chú rể, nó quen với mẹ cô dâu, ập vô bàn này dẫn người kia kia vô kiểm soát có hết rồi, thành ra gia chủ người ta thiếu món đãi, hiểu không? Đúng rồi, cô bị nè. Bị lộ, cô bị trước hả? Cô bị nè. Trời lỗ gần cả trăm. Trời thấy ghê vậy. Ừ. Nó cứ lớn rồi cái đám cưới tính là thằng trai lớn làm cho nó có hoành tráng đúng không? Hoành tráng đi. Giữ gì thì cũng là quề vốn đi. Cái lỗ ít tích lòi ra lỗ cả trăm, trời đất ơi. Bây giờ sao? Bao nhiêu cái đầu hụi với tôi cũng không có chơi vậy đó, hụi chết. Dạ, bây giờ thì sao cô? Giờ rồi cô đưa cho con cái danh sách. À. Giờ khách vô con đối chiếu danh sách cho cô. À, là có tên danh sách mới được vô. Đúng rồi, có tên danh sách mới được vô. Giữ gì ha? Ừ. Rồi, đi đắng nha. Này làm ít à. Rồi, bây giờ chúc con gái cô chăm hạnh phúc nha. Con trai. Nhưng mà cái út. Con trai quên. Còn nó nghe nè. Gì? Nhớ xong cho con thêm. Rồi cái đó yên tâm đi, ra ngoài đi rồi cô đi. Cô nhiều nha. Ừ, nhỏ dễ thương gì đâu trời. Tính ra bà này bán bánh lớn, bánh tiền nhiều thiệt chứ. Còn có mời quá trời khách luôn nè. Trời ơi, chừng nào mà đám cưới của mình ha, mình đãi hoành tráng lệ luôn. Ít nhất là cũng phải 3 bàn. 10 giờ mà chưa ai lại chúng ta. Có khi nào nó bụng kèo đám cưới không? Ủa? Để... Rồi, giữ xe bên em nha, giữ xe đám cưới. Giữ xe đám cưới đây. Dạ, đám cưới con chính đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đám cưới con chính. Rồi, anh tên gì nè? Anh tên Cây Quỳnh. Cây Quỳnh hả? Dạ. Anh Trâm xin thiệp nha. Điện ngoài em qua điện thoại không chị ơi. Chứ không có đưa thiệp tại em ở Sài Gòn xuống. Sài Gòn xuống? Dạ. Lúc đó chỉ điện em điện thoại không à? Giữ gì ha? Dạ. Sài Gòn xuống luôn. Rồi có mệt không nè? Dạ mệt chị. Rồi mệt nó về nhà nghỉ ngơi đi nha. Ủa sao vậy chị? Ủa em đi đám cưới cô chính mà. Dạ anh ơi, bây giờ em mà người ngoài vô em nói em là bà con cái cô chính cũng được nữa, không ai tin đâu. Như vậy mà chủ nhà ở đây á, là nói là phải có thiệp, có tên, có thiệp đàng hoàng rồi mới cho vô nghe, nhưng mà tên Cây Quỳnh chúng em có luôn. Ủa sao kỳ vậy chứ, nhưng tránh với em là anh em mà. Anh tên thiệt, anh thiệt, cái Cây Quỳnh là nickname phải không? Dạ đúng rồi. Cái name đúng không? Dạ. Rồi bây giờ á là tên thiệt anh là gì? Tên Thấm. Thấm phải không? Dạ. Dạ anh ơi, Thấm là tên con gái, là con trai, nói là Thấm ai tin anh? Trời ơi, cha mẹ xin em ra để em đặt tên Thấm, em biết tên Thấm chứ giờ chị nói cha. Anh nói cái đó là anh sai với em đó. Con trai này em chưa nghe tên Thấm lần nào bây giờ. Nghe. Ba mẹ em đặt em tên Thấm thì em nói em tên Thấm chứ giờ ba mẹ em đặt tên Thấm em nói tên gì vậy? Rồi về nhà kêu ba mẹ đổi giấy khai sinh lại rồi đám cưới tiếp nha. Rồi. À, chị ơi, đi đám cưới chứ hỏi là đi làm cái gì đâu mà tự nhiên kêu về nấu chè đổi tên rồi đổi giấy khai sinh gì chị? Có tên mới được vào, không có tên là không được vào anh nha. Thông cảm cho em. Mãi yêu. Mạnh về. Đi chợ ơi. Tôi về ông hỏi luôn. Còn anh điện chị chính ra rước vô cũng được. Để em điện chạy qua bên kia uống cà phê đi rồi em điện. Đụng ngôi muốn vô ăn đám cưới chùa hả cưng, đâu có dễ. Chị dù sao cũng kinh nghiệm 2 tháng trời là bảo vệ ổi gì. Cái tình trạng này bị hoài. Chào anh. Dạ anh ấy đám cưới không anh? Đúng rồi. Dạ anh cho em xin thiệp nha. À Hương hả? Đúng rồi. Anh tên Hương hay là vợ anh? Anh tên Hương. Anh tên Hương hả? Rồi anh tên Hương cái gì đây? Dạ Hương phải không? Đúng rồi. Dạ thiệt luôn hả? Thiệt.
Thánh thần ơi, chờ cái gì mà cái gì dạ hương? Tại trai sanh mẹ đẻ mà sao biết được. À, Trần Văn Dạ Hương. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe tôi quen với cái mùi em đang xài vậy. Trời trời ơi. Giỡn thôi. Chứ dạ à, à siết đặt là hương qua đèo đúng không? Đúng rồi. Là anh lại gì cũng nha. Chưa đem gì gì hết á. Rồi. Đi chơi giùm em nha. Chị ơi, chị, cho em lấy cái thiệp đám cưới đây, chị em qua rồi. Em có quên đưa luôn. Trời ngọt thiệt. Thông cảm nha, nè 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 nè. Dì dì dì. Cứ bên này, bên đây cái nhà của người ta hàng gào leo gào quên, nó là phù mỏ đó. Chị ơi, cho em hỏi chỗ mình giữ xe trăng đám cưới. Giữ xe đám cưới, đúng rồi. Anh cho em xin thiệp nha. Dạ, em là cháu cô Phương đi, không có thiệp. Cháu cô Phương? Dạ. Cháu lòng hả cháu gà? Dạ, cháu ruột. Cháu ruột? Dạ. Cháu ruột chứ có cháu phèo hả? Thì thôi đi về nhanh nha, rồi có cháu phèo rồi lại kiếm nhanh nha. Ủa sao vậy? À, đám cưới nha. Dạ. Tên gì nè? Dạ, hai chồng cháu luôn. Cháu luôn hả? Cháu luôn hả? Không có thiệp, dạ đúng rồi, chồng họ là cháu là không có đưa thiệp. Cháu luôn? Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Ê, chị, có thiệp mới vô được hả? Có thiệp bạn, bạn thân hả? Dạ. Rồi, em riêng bạn thân đúng không? Dạ, bạn thân thì thân ai đấy lo về nhà đi rồi có thiệp. Ủa, lại nha. Ủa cái gì vậy? Tại vì gia chủ quy định đó là có thiệp có được vào, có tên danh sách có được vào. Anh điện cho chị chính coi. Rồi mới nè. Rồi anh cũng để quên điện thoại. Về nhà lấy điện cho bả đi còn mua lại. Vậy là không có thiệp là không được vào hả chị? Không anh ơi. Chỉ có thiệp mới được vào quy định của người ta. Ở với đâu mấy anh chị vô đây ăn chùa sao ai biết được. Ê, không, cái này mấy anh em là cháu ruột của chính luôn á. Cháu ruột hả? Dạ dạ. Chị, em không cần biết ruột hay là phèo hay là lòng hay gì trơn hay là phổi gì trơn. Nhưng mà có thiệp mới được vào anh nha. Ủa em là bạn thân. Bạn thân. Bạn thân. Có điện thoại mình cho chính nghe Khải. Giữ gì he, bạn thân đi he. Rồi bạn thân đi về nha. Anh đi về nha chị ơi. Kỳ phục với chợ hết. Đi về đi. Lấy thiệp đi. Xem cưới nha. À, đám cưới chánh hả? Cưới chánh đằng kia chị anh. Nhưng mà chỗ này là phải dưới xe thôi, cho nên xin thiệp nha. Hai anh em đi chung. Hai anh em đi chung thiệp hả? Giữ gì sao? Rồi tên gì nè? À, Thọ hả? Mai Thọ hả? Mai Thọ cộng người yêu mà sao chở em gái theo làm gì? Tại vì mẹ không được anh ơi, phải cộng người yêu là phải chở người yêu theo. Chưa có người yêu. Không được em ơi, cái quy định bắt buộc. Đây nè, em phải tôn trọng gia chủ người ta mời em là Thọ cộng người yêu. Dạ. Là em phải đi với người yêu. Mà em đi với em gái em làm sai rồi, là em thất bại rồi. Dạ, nhà xa sao em giỡn về được. Thôi về nhà chở người yêu lại. Rồi chừng nào không có không ấy làm có người yêu phải không? Em không có người yêu. Không có yêu gì chừng nào năm sau đi, có người yêu đi đánh lại nha. Cái quy định là đám cưới là gia chủ người ta đã kêu gì rồi. Thôi vậy thôi, chị đưa đồ bảo vệ cho em ngồi đây luôn đi rồi em chở chị vô luôn. Ê! Trời ơi, đâu có được đâu em, chị có người yêu rồi. Lỡ nhà em không được. Em cảm cho em chở vô đi. Không có được, Thọ cộng người yêu là phải chở người yêu theo cho em gái là sai rồi. Vậy thôi, em ngồi ngoài đây đợi. Đúng rồi, ngồi ngoài đợi đi bé. Xe, nha. Xe chạy đây hả chị? Ừ, xe chạy đây. Rồi, rồi đi. Nhích cái xe lên cho chị ghi bản số nha. À, từ Lâm Đồng chạy xuống đó em. Dạ, đúng rồi chị. Trời sao xôi với chị. Thôi chị thông cảm cho hai anh em vô đó. Rồi, rồi, chị chăm chế cho qua nha. Dạ, dạ. Rồi. Rồi, rồi, cho em xin lại cái thiệp. Em xin giấy dễ thay. À, thiệp đâu em? Rồi, em đi, em lấy giấy lại, em đi thiệp đẳng rồi liên quan tới đây chị. Em tên gì? Em tên Huy. Huy, phải không? Huy, cái gì Huy? Văn Huy với anh. Văn Huy. Em ơi, không có tên em này. Ủa là sao? Không biết. Ý anh điện anh tại đường xa thành phố chạy xuống kêu cho lại đi rồi anh rồi thiệp sao mà đâu gửi không được. Đưa thiệp sao hả? Ờ, lại. Cũng không được luôn bé ơi. Là bây giờ là phải có thiệp có tên trong đây đàng hoàng mới được vô chứ không thì cũng vô. Tại vì chủ nhà có dặn chị là không có tên trong danh sách là không được vô. Điện từ thành phố xuống đây bây giờ tới đây nó kêu lại đây gửi xe đi rồi lại ăn đi đám mà. Còn thôi em chạy ngược về thành phố đi rồi em điện cho gia chủ xong thì gia chủ rồi gửi điệp mời lên. Tại 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 mấy 100-200 cây số chạy rồi chảnh. Hả? Nên sao mấy trăm cây số chạy chảnh? Cái này là chuyện của em, còn thôi cái quán nước điện cho chủ nhà ra rước nha. Chứ chị không biết, chị làm theo đúng quy định. Còn thôi công ty bảo vệ phạt chị sao? Chủ nhà nói với bảo vệ phạt chị sao? Không được em ơi, theo đúng quy định không mà thông cảm chị nha. Là có thiệp được vô nha, em có tên không? Ờ, đây ngoài điện nó kỳ hôi trời. Mẹo phải
hàng rào chặn á. Anh tên gì? À, anh tên Chiến. Trời, anh là anh ruột của bà chủ hả? Anh ruột chủ nhà. Ừ. Anh ơi, anh ruột cũng phải theo lực anh nha. Lệ vua phải là lực làng mà anh. Chủ nhà đã ra như vậy rồi thì em phải làm theo đúng quy định thôi. Có tên trên danh sách mới được chào nha. Cái gì tào lao vậy? Không có tên danh sách luôn. Không thấy chữ Chiến này nè. Anh ruột mà thấy. Anh gì Chiến? Không được anh ơi. Trong đây có Văn Chiến không? Không mình Chiến. Thông cảm cho em nha. Đi số với trái. Nếu mà tôi là anh ruột của bà chủ nhà. Anh ruột phải không? Ừ. Anh ruột thì về nhà mua phèo, về nhà nấu chung luôn thành tôm cháo lòng nha. Dạ không có. Thông cảm cho em đi, em làm đúng lực không mà dành trách em cũng không đúng được. Em làm mà sai là chủ nhà nói với bảo vệ, công ty bảo vệ phạt đủ với em sao. Cho nên là bữa nay mà đặt màu mè. Dạ thông cảm cho em đi về giùm em nha. Chứ đâu có thì chủ nhà ra nói với em thì gọi tên vô nha, thông cảm nha. Trời. Đá gì kỳ vô anh ké nó mẹ nó tiếng đi mà đặt anh ruột anh ơ đồ lâu dữ vậy trời. Mà mới có hai khách vậy trời. Dạ mẹ, khách mẹ đâu không biết nữa rồi, tự nhiên thôi giờ tới giờ này trễ nãy kêu cả tiếng đồng hồ đó. Rồi mẹ ba con người dòng họ anh em chị con em con đi cho rồi. Không biết nữa. Sao kỳ vậy ta? Con có in thiệp lộn ngày không? Con in bữa nay mà con hẹn là bữa nay sớm lắm kìa. Mình để lộn ngày thì thọ với nó hỏi chồng được. Đúng rồi. Kỳ vậy ta? Rồi bạn anh đâu? Em biết anh biện mấy thằng Sài Gòn rồi nó nói là nó đang xuống nữa cái gì mà nãy giờ. Để vô lấy điện thoại gọi cho ta. Ba bốn tiếng đồng hồ rồi, nó chưa lại nữa trời. Mấy này cứ phục kèo mà ông ta. Em ơi. Cho chị hỏi chỗ này đám đúng không? Giữ xe đúng không? Đúng rồi chị. Rồi chạy xe vô đây anh. Chạy xe ơi. Dạ chị hỏi tên gì nha. Hả? Chị hả? Ừ. Sáu, sườn sáu đó. Sườn sáu. Sườn sáu. Là chị. Em ruột. Không nè. Chị ơi. Trong đây là có hột lụ không? Muốn sườn sáu chị ơi. Lụ là gì? Không. Là Nguyễn Thị Lụ nè. Có ai nè? Ai á, chị là sườn sáu. Là chị là gì cổng này là dưỡng nè. Dì dưỡng hả? Ờ. Xin lỗi chị. Là em ruột của là không có tên trong danh sách nha. Danh sách gì? Danh sách đây. Tại vì chủ nhà dặn em á là phải có tên danh sách mới được vào đám. Chứ dặn có tên em không có vào được. Không, em hiểu không? Là em ruột nè, danh sách chi nữa. Em ruột. Em ruột thì kệ nha. Nha chị bây giờ có em ruột hay là em lòng hay là em phèo cũng vẫn được vô chứ. Ừ. Nha. Ủa là không vô rồi lấy gì đi đám? Chị ơi chị, cái chủ quy định cho em là phải có tên trên sách đàng hoàng mới cho vô. Không có tên em cho vô được chị nha, thông cảm giùm em. Mà lấy điện thoại mà điện cho bà Chính coi. Ôi tức cả. Điện thoại quá. Đại chị tí đi. Cái gì mà thê bao vậy trời, không bắt máy gì. Chị ơi, với đó chị là cái gì? Sương sáu. Chị là cái gì của gia chủ? Em gái. Em gái gì? Em ấy ruột. Bây giờ chỉ có bà cô nội của chủ trụ hay là bà mẹ thiên hạ, mẹ thiên nhiên cũng không được vô nữa. Không cản như em về giùm em nha, cho em làm được. Cái con này trời giỡn mặt cái gì? Em không giỡn mặt. Nhưng ai nhưng mà tao là em ấy ruột của bà, tao phải vô tao tiếp khách chứ trời. Chứ nhìn mặt chị gian lắm, em không có tin tưởng chị được. Cái thằng nó gian là gian sao? Mày nói đi, tao điện được rồi mày tàn canh gió lạnh mày chứ mày với tao thực á. Còn mẹ nó làm cái gì mà không bắt máy gì biết nữa. Alo. Trời ơi chị. Cái gì đang tiếng ai vậy? Con mẹ mà bảo vệ mà tha hai cái má hồng như rồi à. Thanh xuân dây dợi cặp gắn hồng bị trộm nè. Nó kết vô kìa. Làm gì không cho vô? Ai biết đâu nó nói là không có thiệp, không có tên gì đó. Nó chu cái mỏ nó chửi em hồi nãy nè. Rồi bà làm cái gì? Em chưa chu mỏ chim chửi chị luôn. Ê mình chưa chửi tao rồi đó. Chị ơi hả? À ông anh rể ông dặn ông nói ông điền gì không được, còn mấy đứa cháu ông được chạy về Sài Gòn hết chơi kìa. Cái gì? Trời ơi, hẹn chứ tôi ngồi tôi đợi nãy giờ sao khách vô có mấy người leo quen. Điện thoại ra mà nãy giờ mà không có máy vậy. Ủa lo tiếp khách nè, lo từng bàn giả tiên lưng lạnh. Đi ra đây coi, không cho tôi vô nè. Rồi đợi xíu. Đợi mày tàn này. Tàn canh gió lạnh chứ mày khỏi làm bảo vệ luôn. Mày lên làm má luôn. Con mày này ngủ ghê trời. Ngủ gì? Hả? Trời đã nói là bà con rồi, người ta nói tên tuổi gì vậy là biết bà con rồi. Bà con hay bà cố nội gì cũng phải có tên mới vô được chứ trời. Vô duyên quá à, chủ nhà dặn tôi sao làm gì thôi. Ủa đi đám cưới hay là đi đâu? Hả? Không biết. Ô mắc cười gọi kêu ra đây. Quá trời tức cả trời, tức con mẹ trời. Em cầm nóc bỉm này. Trời đất ơi, lạnh trời mà. Sao? Sao? Nó không nói, nó nói em không có tên đi vô kìa.
Hồi nãy giờ mấy đứa kia nói à đi xuống đây không có thiệp cũng cho vô luôn. Nó dặn nó kéo Huyền Băng ở về Sài Gòn này, nghỉ đi đám cưới luôn má. Đi về chơi mà. Ừ. Thằng chị chồng có ba bốn mẹ. Ông nội bảy kìa. Hả anh bà đó đi về luôn á, nó đuổi cái một luôn. Cái gì vậy? Thì cô dặn con á là phải có tên danh sách mới được vô. Ha, à, ông nói là ông Minh cái này là danh sách, đây là khách mời thôi. Còn gia đình thì nói là em chị thì cho vô, cái đó là cô biết cô nhận diện được người ta. Ai mà biết đó, cô mới nói rõ ràng là bây giờ nhận diện chứ không cái đó mà cho vô là có chuyện gì cô la con là sao? Làm gì trọng? À làm gì mà ông cướp cô vô hay gì? À ấy vô trong ăn chùa vậy? Sao? Ăn chùa là ăn chùa vậy? Tại nhà nó già ông ăn chùa vậy? Ủa gắt ông Long Mi là thấy ghét rồi, kìa. Cái mỏ bà mới thấy ghét rồi bây giờ luôn rạng. Anh ở đâu ai chị mướn đâu vậy? Coi. Bảy vậy ông dặn ông tắt máy nãy giờ rồi ông chửi em quá trời luôn. Ôi là trời, cái đó lâu ta đi về Sài Gòn xa xôi ta về đây. Ôi tôi Sài Gòn. Thì cô dặn con là gì cũng làm theo vậy thôi. Để làm sai con chửi con là sao? Con ơi là con, cái gì con cũng phải chạy vô con hỏi cô một tiếng chứ. Ừ. Tôi nói bà hả nguyên cái dàn cháu nguyên cái dàn bạn thân đó hả đi về Sài Gòn chơi ông điện tôi nãy giờ. Mấy người? Cái gì mười mấy hai chục người chứ nhiều. Không, nói sai rồi nha. Nhiều. Hồi nãy giờ khoảng như 40-50 người thôi. 40-50 người chưa tính gỡ thiệp nữa nó má. Đám cưới mà con đuổi khách 40-50 người. Nó có thiệp mới vô người ta chịu phạt không được hay gì mà có nội. Hả? Rồi cái đám cưới này là lỗ hơn cái đám cưới trước luôn. Thôi con còn con đi về đi. Con đang giữ xe mà về gì trời. Xe đâu giữ, con đuổi khách hết trơn rồi, xe đâu giữ. Bây giờ nó trong nhà đi. Tiền lương con sao? Tiền lương đi về đi rồi công ty bảo vệ tự tính với con. Ừ, lên đi chứ mày về. Chứ giờ đây là thua rồi đó. Chứ mày về được lên lương đó. Trời đưa đi cái sổ ghét rồi. Ghét cái sổ này, đưa cái sổ đây. Ôi là trời đám cưới gì mà hả? Con có 4 chiếc xe à? Con giữ đuổi dễ hết trơn rồi. Ủa chị mướn vào bảo vệ ở đâu vậy? Công ty. Kìa con nói đi, gãy tướng kìa tôi kìa. Cái gì vậy trời? Ôi chị ơi, chị là bơm là phước đi. Thôi chạy xe vô đi, nhanh đi. Trời đất ơi, cái đám cưới gì mà nó hiu quạnh đó trời. Mười mấy bàn mà ngồi chưa được bàn nữa. Còn 10 bàn mình bệnh chưa có khách cưới gì trơn mà. Trời, nhỏ bảo vệ nó báo ghê trời, con đi vô lấy điện thoại bán má gọi lại coi khách lại coi. Xin lỗi tao tí coi. Đi vô đây lấy máy cái điện thoại coi. Gì đám cưới gì rồi trời. Thì bà con dòng họ gì cũng không có thì cũng nhờ công đức vô lượng của bảo vệ đó. Nó đuổi dễ chưa mà. Đâu con ai đâu. Gì từ cha mẹ con đuổi vô luôn nha. Ừ. Nhỏ nó báo dữ vậy. Nó có thiệt đâu vô. Mẹ nó đuổi em con đó nhưng mà hả hết rồi. Nó con không được vô rồi. Trời ơi, chút xíu nữa là không còn khách luôn. Rút kinh nghiệm mốt mà đám rồi phải cho người nhà ở chỗ bãi xe đón khách rồi. Không có dặn mà, có tên mới được vô mà. Rồi, để máy gọi.